Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón chào quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ 6 tuần vừa qua, các học viên lớp cao đẳng Phật học đã kết thúc môn học Pháp Uẩn Túc Luận do Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị cùng ôn lại tổng quát về môn học này sau đây. Kính thưa quý vị, trải qua một năm học, các học viên lớp cao đẳng vừa học xong môn học Pháp Uẩn Túc Luận. Đây là một bộ luận được ghi chép, chú giải rõ ràng, cẩn thận của tôn giả Mục Kiền Liên. Bởi vì thời Phật tại thế, hệ thống chữ viết chưa được hình thành cho nên việc ghi chép không được phổ biến. Chỉ có tầng lớp thượng lưu là dùng chữ viết để ghi chép sổ sách và các sự kiện. Gần đây, có một số nhà khoa học, họ tìm kiếm những di chỉ khảo cổ và nói rằng có bằng chứng phán quyết các vị học giả đương thời của Đức Phật đã biết sử dụng một số mẫu tự để viết những điều họ muốn ghi nhớ. Tuy nhiên, họ chỉ có thể trao đổi trong tầng lớp thượng lưu mà không lưu truyền ra bên ngoài quần chúng. Thầy phân tích rằng Pháp là lời Phật dạy, Uẩn là nhóm, gom lại một cách rõ ràng có trật tự thứ lớp. Còn túc là đầy đủ, khi Đức Phật giảng Pháp và lời dạy của Ngài đã được tôn giả Mục Kiền Liên là một đệ tử gần gũi với Đức Thế Tôn lắng nghe rồi ghi chú lại rõ ràng, đầy đủ bằng những luận giải của mình, gom lại thành bộ Pháp Uẩn Túc Luận. Nội dung này được lưu giữ ở Tây Tạng tới nhiều ngàn năm, sau này được các nhà dịch giả người Anh tra cứu và dịch sang tiếng Anh. Qua đó, Ngài Huyền Tráng cũng dựa trên bộ luận này mà đã viết ra nhiều bộ luận nổi tiếng như Bách Pháp Minh Môn Luận, Thành Duy Thức Luận và những bộ luận khác. Pháp Uẩn Túc Luận gồm có 21 phẩm. Phẩm cuối cùng nói về duyên khởi. Phẩm này rất thích hợp cho Phật tử chúng ta chiêm nghiệm và áp dụng vào đời sống hàng ngày để hiểu được các nguyên nhân sinh diệt của các pháp. Qua đó, đoạn trừ các phiền não và khổ đau. Duyên khởi là sự vận động, là yếu tố tích tập đủ để khởi hay diệt một pháp. Trong khi cái này có mặt thì cái kia có mặt. Do cái này sanh thì cái kia sanh. Giáo lý duyên khởi mà trong Phật Pháp cơ bản đã nói đến 12 chi phần như sau: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Đó là cả một quá trình tích trữ những nhiễm ô, phiền não từ tham sân si thành một khối u, bi khổ não hay còn gọi là đại khổ uẩn. Thầy giảng rằng có nhiều bản kinh sách khác nhau đã hướng dẫn chúng ta cách quán 12 nhân duyên theo chiều lưu chuyển hay hoàn duyệt. Duyên khởi tạo thành 12 cái móc xích trói buộc chúng ta trong luân hồi lục đạo. Đối với phàm phu chúng ta chưa đủ trí tuệ để quán sát, cho nên tu bắt đầu từ chi phần ái. Nếu chúng ta đoạn được chi phần của ái, thì ta sẽ đoạn được 12 chi phần của nhân duyên. Vì từ trong vô minh, nó có ẩn tàng các chất liệu của tham, sân, si. Cho nên vô minh được sinh ra và chồng chất lên nhau, nó càng ngày làm cho tâm trí của chúng ta lu mờ đi và xa rời Phật Pháp. Điều này khiến cho chúng ta khó mà thành tựu trong đạo giải thoát. Khi chúng ta hiểu rõ nguyên lý duyên khởi này rồi, chúng ta có thể chọn con đường để tái sanh vào cảnh giới mà ta mong muốn. Ví dụ, nếu phát tâm làm 10 điều thiện, làm một cách nhuần nhuyễn, khi thân hoại mạng chung, thì chúng ta sẽ đầu thai làm chư thiên. Giáo lý nhân quả không bao giờ sai là vậy. Đặc biệt chúng ta cần phải tránh các hành động phát khởi từ tham, sân, si, vì kết quả sẽ là đau khổ. Thức phát sanh sẽ đưa ta vào con đường xấu ác. Theo Phẩm Tạp Sự, Đức Phật dạy có 78 pháp bất thiện,
Trong đó, chúng ta chỉ cần đoạn một pháp thôi thì những pháp khác cũng được đoạn theo. Đức Phật xác định, người này nhất định đắc quả bất hoàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta được học và hiểu cửa rõ của sanh tử trầm luân là từ căn, trần và thức. Một khi chúng ta thanh tịnh được 6 căn, 6 trần và 6 thức, thì ta sẽ đạt được quả vô sanh, đó là quả A-la-hán. Như vậy, căn, trần, thức, tức là 6 giác quan của chúng ta tiếp xúc với 6 đối tượng của nó và sinh ra tri giác, sự nhận thức 6 giác quan này. Tất cả nguồn gốc của vũ trụ này không ra ngoài lục căn, lục trần và lục thức. Đây gọi là 18 giới và cũng là căn nguyên của sự hiện hữu thế giới. Nếu những gì ra ngoài 18 giới này thì không có thế giới này tồn tại. Vô minh làm trợ duyên cho lòng tham, sự tức giận, bóng tối của ngu si phát khởi ở trong tâm chúng ta. Yếu tố này sẽ chi phối sự suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Vô minh sanh khởi vô lượng pháp ác, bất thiện như vô tàm, vô quý, tức là không biết xấu hổ với mình và với người, rồi sanh ra ác kiến nên khởi tâm tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Do vậy, chúng ta cần tu tập giáo lý bát chánh đạo để chấm dứt tà kiến. Kính thưa quý vị, chúng ta thật là may mắn được Thầy Huyền Châu dạy pháp Uẩn Túc Luận. Thầy đã phân tích các chi tiết cho chúng ta hiểu lời Phật dạy sâu sắc hơn. Chúng ta hãy phát nguyện tận lực học Phật Pháp. Vì học chánh Pháp thì chúng ta mới thật sự chấm dứt tà kiến. Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp tất cả chúng ta liễu tri được giáo Pháp cao siêu của Như Lai. Chúng ta học và hiểu cũng như chiêm nghiệm sâu xa thì trí tuệ được phát triển rồi áp dụng vào trong sự tu tập để có thêm tư lương cho con đường giải thoát sinh tử. Bởi thế, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh tham gia học Phật Pháp tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc để học và hành chánh Pháp thì sẽ thấy được giá trị cao quý của Phật Pháp. Từ đó, ta chuyển hóa được cuộc đời của chính mình và người thân. Mọi sự thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Kính thưa quý vị và học viên, môn học Pháp Uẩn Túc Luận đã kết thúc. Do đó, các học viên cao đẳng sẽ viết một bài tiểu luận về đề tài là duyên khởi. Thầy giáo thọ sẽ hướng dẫn cách thức cụ thể để mỗi học viên hoàn thành một tác phẩm nhỏ cho riêng mình. Đây là cơ hội cho chúng ta chiêm nghiệm kiến thức Phật học của mình, rồi quán chiếu tự thân, theo đó mà thực hành để lìa sanh tử. Mong quý học viên tinh tấn ôn bài để làm bài thật tốt. Kính mời quý vị tham gia chương trình dạy và học vào tối nay thứ 6 ngày 12 tháng 6 từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp cao đẳng sẽ được quý giáo thọ giảng pháp trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 live và Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và chúc quý vị thân tâm thường an lạc.